Nơi này chắc đúng là đồng cỏ xanh mình cần tìm rồi. Tôi đã đi cả quãng đường dài để đến được đây. Chắc chắn phải tận hưởng nó thật vui vẻ. Phía sau bồn là cái gì vậy? Là sói xám, tôi không, tôi phải chạy. Phía trước là làng cừu. Tôi phải nhanh chóng vào trong để tránh nguy hiểm. Đáng ghét, lại để ngươi trốn thoát được. Được rồi, bây giờ hắn ta đã đi rồi, không đuổi theo nữa, an toàn rồi cừu ngốc. Có vẻ như cậu bị sói xám biến thành mất trí nhớ rồi. Đi thôi, về nhà tôi. Kỳ lạ, không phải tên tôi là Tiểu Ngốc sao? Sao cừu vui vẻ lại gọi tôi là cừu ngốc? Vào nhà đi, bây giờ tôi sẽ nói lại cho cậu được biết. Quy tắc của làng cừu, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Trừ khi tôi trông hình dạng khác đi, xin đừng đánh thức kẻ lười biếng đang ngủ. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Sói xám mỗi đêm đều tới làng để bắt cừu. Đừng bao giờ rời khỏi nhà trong thời gian này. Nếu không cậu sẽ bị sói bắt và ăn thịt. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu những quy tắc này trước, còn quy tắc khác để sau. À xít quên, cậu mất trí nhớ rồi. Chắc cũng quên nhà mình ở đâu. Nào, đi với tôi. Đây chính là nhà của cậu. Mau vào đi, cậu không cần quá lo lắng đâu. Nếu có việc gì đến nhà tôi tìm tôi. Tôi đi trước đây. Chờ đã, giường của tôi đang có người nằm trên đó. Chính là cừu lười biếng. Xin đừng đánh thức kẻ lười biếng đang ngủ. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi muốn đi tìm cừu vui vẻ. Cái quy tắc này thật kỳ lạ. Cừu vui vẻ mau mở cửa. Sao cậu lại quay lại? Cừu lười biếng đã ngủ trên giường của tôi. Không ổn. Nếu cậu ta mà ngủ quên không về nhà trước bàn đêm thì sẽ bị sói xám bắt và ăn thịt mất. Đi thôi, chúng ta đi tìm cừu xinh đẹp. Món tráng miệng nhỏ màu xanh lá cây của cậu ấy có thể giúp chúng ta. Cừu xinh đẹp, cậu có ở nhà không? Cừu vui vẻ, cậu tìm tôi có việc gì vậy? Cừu lười biếng cậu ta đang ngủ quên trên giường cừu ngốc. Hãy giúp chúng tôi đánh thức cậu ta dậy. Yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Chỉ một miếng bánh tráng miệng nhỏ là cậu ta ngửi thấy. Tôi không tin cừu lười có thể không thức dậy. Hai người đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Đầu tiên là lấy món tráng miệng nhỏ bằng cỏ xanh tôi làm, đặt trên mặt đất, sau đó ngồi chờ cừu lười ngửi thấy, thì cậu ta chắc chắn sẽ thức dậy. Cừu xinh đẹp, cậu thật thông minh, nhưng cậu ta vẫn còn chưa thức dậy. Không có tác dụng rồi, cách này cũng không đánh thức được, còn nếu chúng ta gọi sẽ rất nguy hiểm. Cừu ngốc, chúng tôi có việc nên đi trước, cậu cứ ngồi chờ lười biếng thức dậy. Thấy nói nửa ngày rồi, cũng không hiểu cậu ta nói gì. Wow! Là bánh cỏ của cừu xinh đẹp. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Gã này cuối cùng cũng đi rồi. Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đến lúc đưa cừu ngốc đi thăm trưởng làng. Con lười này vẫn còn đang ngủ trương thây. Đi thôi, chúng ta đến nghĩa trang thăm trưởng làng chút. Trưởng làng, ông ấy chết rồi ư? Cậu đã quên chuyện này rồi à? Nào mau đi thôi. Được rồi, chúng ta đã đến nơi rồi. Đã lâu rồi cậu không gặp trưởng làng. Hãy tặng một bông hoa cho trưởng làng đi. Tôi sẽ cho cậu một bông hoa. Trưởng làng, ông đã vất vả rồi. Được rồi, chúng ta về nhà làm việc của mình. Sói xám, lại đây cho tôi. Gì thế vợ yêu dấu? Đã lâu rồi tôi không được ăn thịt cừu. Vì vậy, anh phải nhanh chóng bắt cừu cho tôi. Được rồi, sói đỏ yêu dấu. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hôm nay ta nhất định phải bắt được cừu. Giờ ta sẽ đào một cái bẫy ở đây. Ta không tin rằng không một con cừu nào có thể bị lừa. Rồi ta sẽ ngồi đợi chúng mắc bẫy. Đêm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch của tôi. May mà tôi đã chuẩn bị thang trước khi đến. Hôm nay tôi phải thoát khỏi ngôi làng cừu này. Cổng làng ở ngay phía trước rồi. Tôi sẽ trèo ra ngoài. Giờ tôi phải nhảy xuống từ đây. Ha ha, chạy thôi. Vừa rồi hình như là tên tiểu ngốc rơi xuống bẫy. Ở đây có lẽ cậu ta không an toàn.
tôi sẽ đưa cậu ta về pháo đài sói của tôi. Ai đang nói chuyện ở phía trên vậy? Cứu tôi. Là tôi, sói Sam đây. Được rồi, chào mừng đến với pháo đài sói. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng. Cậu có thể ở lại trong đó, đi nào. Đây là phòng của cậu. Tôi còn một chút việc. Ở đây tôi có một quyển sách quy tắc, cậu có thể xem một chút. Tôi còn có việc phải làm. Tôi đi đây. Ồ, để tôi đọc xem. Quy tắc 1, xin đừng tin lời của Kiều vui vẻ. Quy tắc 2, xin đừng nói chuyện với Kiều xinh đẹp trước mặt Kiều sôi nổi, nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra. Quy tắc 3, xin đừng từ chối đồ ăn của Kiều lười biếng cho bạn, nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Quy tắc 4, Sám nhỏ là con sói Sám, nếu bạn vô tình làm nó lạc mất, sói Sám sẽ hỏi tội bạn. Thật như vậy sao? Bên này vẫn còn một trang nữa. Tôi phải nhanh chóng đến chỗ Kiều ngốc. Chờ đã, tại sao cửa nhà cậu ta lại mở? Không có ai ở nhà, qua tìm chỗ vali xem. Ở đây cũng không có, chắc cậu ta bị sói Sám bắt đi rồi. Phải gọi mọi người đi cứu cậu ta. Mọi người, Kiều ngốc cậu ta mất tích rồi. Tôi đoán là đã bị sói Sám bắt đi. Hôm nay chúng ta sẽ giải cứu Kiều ngốc. Sói Sám, hãy mau chóng thả Kiều ngốc ra. Nếu không thì đừng có trách. Có tiếng gì thế? Ồ, để ta nói cho lũ Kiều bọn người nghe nè. Tiểu ngốc, không muốn biến thành Kiều, các ngươi bỏ ý định đi. Đáng ghét, sói Sám lại thôn tính Kiều ngốc rồi. Sói Sám nhanh chóng thả Kiều ngốc ra mau. Đầu các người không có não à? Giờ Tiểu ngốc là người của ta rồi. Hãy mau chóng biến khỏi đây đi. Sói Sám, chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây để cứu Kiều ngốc. Được thôi, ta đợi các người. Lũ Kiều còn ngu ngốc. Mau lên lầu thôi. Chúng ta ăn xong rồi. Mùi gì vậy? Mùi này hình như phát ra từ phòng thí nghiệm. Sói đỏ yêu dấu của tôi. Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Hai tên ngốc đã bị mắc bẫy của Kiều ta rồi. Nhanh chóng phải đi cứu Kiều ngốc. Kiều ngốc, là tôi Kiều vui vẻ đây. Cậu hãy đi theo tôi rời khỏi đây. Hai vợ chồng này rất xảo quyệt. Kiều xinh đẹp, cậu sao thế? Hu hu, tôi không thể tắm nếu không có nước. Tưởng chuyện gì, không sao đâu. Tôi sẽ giúp cậu đi lấy nước. Không tắm một hôm có sao đâu. Đó là quy tắc. Kiều xinh đẹp mỗi ngày đều phải tắm, nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra. Đi thôi, cùng tôi đi lấy nước. Cái gì? Nước này bị ô nhiễm rồi. Tôi cần phải đi lên đó kiểm tra nước xem sao. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm nước. Ôi không, nước ở đây cũng bị ô nhiễm hoàn toàn. Xem ra chúng ta chỉ có thể đến lâu đài sói để lấy nước. Không biết sói Sám có đồng ý cho không. Mau đi thôi. Sói Sám ở đâu đó trên tầng 1. Vì vậy, hãy cẩn thận.
HQ ngốc, cậu có đem xô không? Không, cậu đột nhiên kéo tôi đi cùng. Không sao, lấy một xô nước thôi cũng được. Đi về thôi, nếu không là không kịp. Haha, không ngờ tên cừu béo ngươi lại tự đến nộp mạng. Nói đi, hai người đến đây làm gì? Sói xám, chuyện là thế này. Hiện tại chỗ tôi nước bị ô nhiễm nên cừu xinh đẹp không tắm được. Người cũng biết quy tắc. Nếu không, toàn bộ động vật trên thảo nguyên đều sẽ chết. Tôi nghĩ anh nên hiểu. Thả chúng tôi đi, tôi sẽ cho anh xem bản thiết kế vô tận. Thật không? Tất nhiên là thật. Tôi là người không bao giờ nói dối. Bản thiết kế đó đang ở đâu? Tôi không có ngốc. Tôi là người thường xuyên ở bên cạnh trường làng. Thôi tôi phải về trước đây. Cừu xinh đẹp, đừng khóc. Nước đã có cho cậu tắm rồi đây. Ác cừu vui vẻ, cậu thật là giỏi. Bây giờ để tôi đi tắm đã. Bọn cừu đáng ghét, đã chặn hết cửa rồi, khiến ta không thể vào được. Nhưng đừng quên ta là sói xám thông minh. Chờ một chút, tôi vừa bỏ lỡ điều gì? Cừu lười biếng bị sói xám bắt đi rồi. Nhanh chóng gọi cừu ngốc dậy. Cừu ngốc, mau đi thôi. Cừu lười biếng đã bị sói xám bắt đi rồi. Lười biếng bị sói xám bắt? Đúng vậy, bây giờ cậu hãy đi với chúng tôi. Này, cừu lười biếng. Tôi muốn về nhà, tôi muốn được ăn, tôi muốn tìm trường làng. Mọi người, đó là tiếng cừu lười biếng, chúng ta đi cứu cậu ta. Sói xám, mau lên đây tôi bảo. Sao vậy? Sói đỏ yêu dấu của tôi. Được rồi, đi thôi. Lười biếng, đừng ngủ nữa, chúng ta mau ra khỏi đây. Tôi biết là các cậu sẽ đến cứu tôi mà, tôi đói quá. Về nhà chúng ta cậu sẽ được ăn. Nhanh đi nào. Con cừu đáng ghét hắn đã đến mang bữa ăn của tôi đi rồi. Vừa rồi là âm thanh gì? Nó phát ra từ phía đằng kia. Chuyện này là sao? Âm thanh đó là từ nhà cừu xinh đẹp phát ra. Chuyện gì xảy ra ở góc phòng tắm kia? Phải đi xem sao. Tôi sẽ đào chỗ bức tường này ra. Đào được rồi. Cừu ngốc, cậu đang làm gì ở đây thế? Chào cậu. Sao cậu lại nhà cừu xinh đẹp làm gì? Cậu có mưu đồ xấu phải không? Không phải, hãy nghe tôi giải thích. Mọi thứ không như các cậu nghĩ đâu. Cậu nghĩ tôi có tin được không? Đi với chúng tôi, hãy nhốt cậu ta lại. Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó. Chờ đã, lũ cừu bọn hắn đang làm cái gì vậy? Phải đi xem thử, sao tiểu gốc lại bị trói thế kia? Không phải, hãy nghe tôi giải thích. Mọi việc cậu làm chúng tôi đều tận mắt trông thấy, cậu không phải biện minh. Trước tiên chúng ta cứ nhốt cậu ta ở đây đi.
Ngày mai đợi Kiều xinh đẹp thức dậy sẽ thẩm vấn cậu ta. Đi thôi, chúng ta về nhà ngủ đã. Đợi đã, thả tôi ra, tôi vô tội. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi? Tiểu ngốc, sao cậu lại ở trong đó? Cứu tôi với, là Cứu vui vẻ đã nhốt tôi vô tội. Ở đây chỉ có tôi, cậu hãy kể tôi nghe xem nào. Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây. Tuyệt vời, cảm ơn anh, sói xám, tôi nợ anh một ân huệ. Được rồi, chúng ta mau chóng đi ra khỏi đây. Bây giờ nếu chúng ta đi ra cổng không thích hợp lắm. Nào, tôi sẽ cho cậu một ít đá. Ồ, hóa ra là như vậy. Không để lại một dấu vết nào. Nhanh, chạy thôi. Bây giờ phải đi thẩm vấn tên Kiều ngốc, xem cậu ta có mưu đồ xấu gì. Cậu ta đâu rồi? Sao không có trong đó? Nhốt trong đó mà cậu ta cũng trốn được. Nhanh! Phải đi xem sói xám nhỏ, nếu cậu ta bỏ chạy thì không hay. Kiều xinh đẹp, không hay rồi. Chuyện gì thế? Cứ vui vẻ. Hôm qua Kiều ngốc nhân lúc chúng tôi đi ngủ, đã bỏ đi, tôi sợ cậu ta cũng mang theo sói xám nhỏ. Vậy tôi sẽ đưa cậu đi xem một chút. Thật may mắn là chúng ta vẫn còn sói xám nhỏ, nếu để cho sói con cũng chạy, chúng ta không biết nói gì với cấp trên. Anh trai Kiều vui vẻ, hãy thả em ra. Em muốn về nhà với bố mẹ. Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Chúng ta đi thôi. Bố mẹ, con muốn về nhà. Bao giờ bố mẹ mới đến cứu con? Sói đỏ yêu dấu của tôi ơi, tôi vẫn chưa tìm thấy sói xám nhỏ. Vậy còn vác cái xác của anh về làm gì? Nhưng mình có thể hỏi Tiểu ngốc. Tiểu ngốc, tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu ở làng Cừu, có thấy sói xám nhỏ không? Sói đỏ, tôi không thấy, nhưng tôi nghe thấy tiếng sói kêu trong nhà Kiều. Ý cậu là sói xám nhỏ con trai tôi bị nhốt trong làng Kiều? Gần như là vậy. Được rồi, đi thôi, lên lầu với tôi. Cho cậu một vũ khí, đừng làm hỏng, đó là vũ khí mà đầu chọc đã cho tôi. Ý của anh là... Phải, chúng ta sẽ vào làng Kiều để cứu sói xám nhỏ con trai tôi ra khỏi đó. Đi thôi nào, chúng ta phải nhanh lên. Nghe này, chúng ta hôm nay nhất định phải cứu được sói xám nhỏ. Sói xám ngươi đến đây làm gì? Nhanh lên, bắn hắn bằng súng của cậu. Hắn đã bị tiêu diệt. Rất tốt, đi thôi, chúng ta đi cứu sói xám nhỏ. Có một căn phòng bí mật ở đây. Ôi, sói xám nhỏ con trai yêu dấu của bố mẹ. Con không sao chứ? Bố, cuối cùng bố mẹ cũng đến cứu con. Nghĩ lại, sao họ lại để tôi bắn Kiều lười biếng? Họ có âm mưu gì không? Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Hãy đi bắt cho tôi một con Kiều. Không cần nói gì nữa đâu. Mau đi đi. Có vẻ như kẻ thù đã cắn câu rồi, chúng ta mau chóng đi xem sao.
lũ kiều canh cổng cuối cùng cũng đi chỗ khác rồi. Tôi phải nhanh chóng vào bên trong làng để bắt kiều. Nhưng những con kiều vừa rồi đã đi đâu? Này, cừu ngốc, cậu đang làm gì ở đây vậy? Có ý đồ gì xấu đúng không? Ôi, không xong rồi, kiều xinh đẹp bị sao rồi, phải chạy thôi. Kiều xinh đẹp, xin cậu đừng đuổi theo tôi nữa. Tắm tắm tắm, tôi muốn tắm. Hãy cho tôi nước tắm. Không được rồi, không chạy được nữa. Kiều xinh đẹp, dừng lại, trong tay tôi có nước đây. Chuẩn bị, sập lồng. Ha ha ha, cậu đã bị tôi lừa rồi. Kiều ngốc đáng ghét, thả tôi ra. Bây giờ tôi sẽ đi tìm sói xám để bàn giao, nhưng trước tiên phải tìm nước tắm cho cậu. Toang rồi. Tôi muốn tắm. Hãy cho tôi nước tắm. Tôi xin cậu, đừng đuổi theo nữa. Vãi trường, thật là khủng khiếp. Đừng vội, kiều xinh đẹp, tôi sẽ đi tìm nước cho cậu tắm. Tôi đoán ngoài này sẽ có nước. Tuyệt vời, đã có nước, quay lại thôi. Cừu ngốc, cậu hãy mau buông tôi ra. Kiều xinh đẹp đừng có tốn sức nữa. Tôi sẽ giao cậu cho sói xám. Sói xám, hãy nhanh chóng thả kiều xinh đẹp ra, các người có giỏi thì vào mà cứu. Ôi, mẹ ơi, phải chạy thôi. Sói xám bắt được kiều vui vẻ và sôi nổi rồi. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng bắt được lũ kiều các ngươi rồi, tối nay sẽ có một bữa no nê. Sói xám đáng ghét, mau thả chúng tôi ra ngoài. Kiều ngốc lại thông đồng với sói xám bắt chúng tôi. Tiểu ngốc, lần bắt được kiều này công lớn là của cậu. Tôi chỉ làm việc mà anh muốn tôi làm. Được rồi, cậu hãy lên lầu ngủ đi. Để ta kiểm tra lại số kiều vừa bắt được. Kiều vui vẻ, kiều sôi nổi, kiều xinh đẹp. Không đúng, có gì đó sai sai. Sao lại thiếu mất tên kiều lười biếng chứ? Chắc là hắn ta đã chạy thoát được. Không sao, với số lượng kiều này, ta cũng sẽ biến các người thành xiên thịt kiều. Các anh chị kiều, em sẽ giúp anh chị ra khỏi đó. Sói xám nhỏ, cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì, anh chị hãy mau ra khỏi đây nhanh lên. Nếu không bố em phát hiện ra là anh chị sẽ bị bắt đó. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời ông mặt trời. Thật là đáng ghét. Lũ kiều đã trốn thoát hết rồi. Chắc là kiều lười biếng đến cứu bọn họ. Lại phải đi ra ngoài nghĩ cách bắt lũ kiều. Tôi sẽ đến lâu đài sói để bắt hắn quay trở lại giúp cho cậu. Được rồi, mau đi thôi. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Là cậu ta. Dừng lại, cậu đang định làm gì? Cậu phải trả giá cho điều cậu vừa làm. Xin chào, tiểu ngốc, là kiều vui vẻ. Cậu ta đã tấn công tôi để trả thù. Cậu là gã tôi, sao cậu lại nói thế? Cậu cần phải biết sự thật về làng kiều. Hãy giao việc đó cho tôi sẽ giúp cậu.